Giác kinh tập 367. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem Thượng Bối giảng sanh. Một đoạn trong chú giải Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Trích một số câu từ trong Tình Độ Luận Vị Bồ Đề Tâm Tức Nguyện Thành Phật Độ Sanh Nhiếp thủ chúng sanh Giáng sanh tịnh độ chi tâm thử tâm sơ kháng tự giảo tiền tâm vị ư phát khởi thực diệt bất nhiên cái dĩ tịnh thổ giảng sanh pháp môn thực vi nan tính chi pháp tính tâm vị sanh hà năng phát tâm chúng ta xem đoạn này Ở đây nói đến Pháp Bồ Đề Tâm Nói đến Pháp Môn Tịnh Độ Từ đó cho thấy Pháp Môn Tịnh Độ tuyệt đối không phải là Chỉ có niệm A-di-đà Phật Thì có thể giảng sanh Không có cái đạo lý này Ở trong yếu giải của ngẫu ích đại sư nói với chúng ta có thể giảng sanh hay không quyết định là có tính nguyện hay không phẩm vị cao hay thấp là do công phu trì danh sâu hai cạn lời nói này rất là rõ ràng vì vậy giảng sanh Nhất định phải có đầy đủ Tính Nguyện Hạnh Nếu như tính nguyện của bạn Không diễn dạng Không cần thiết Thì Phật hiệu có niệm nhiều hơn nữa Cũng không thể giảng sanh Chúng ta xem trong Tình độ thánh hiền lục Giảng sanh truyện Thậm chí Mình tỉ mỉ quan sát Trước mắt chúng ta Những người niệm Phật Trong thời đại này Có người thật sự Giảng sanh Những người chân thật giảng sanh thường là những người không biết chữ cũng chẳng có học qua kinh điển ngược lại chiếm đa số đây là do nguyên nhân gì nhân là có gần có xa nguyên nhân gần là họ thật thà, họ được giới thiệu cõi tịnh độ, họ không ngoại nghi, tin đó là sự thật, họ cảm thấy thế gian này quá khổ, họ thực sự cầu giảng sanh, kết quả là họ được giảng sanh. Đấy là nhân gần Tại vì sao mới tiếp xúc Thì họ có niềm tin sâu như vậy Có nguyện tha thiết như vậy Vậy hãy xem nhân xa Nguyên nhân xa là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ Đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên Không phải chỉ trong một đời này Nếu như quá khứ Không có thiện căn phước đức trong đời này gặp được duyên thì cái tâm đó cũng không thể phát ra được các vị nên biết điều này tâm tinh sâu nguyện thiết này chính là tâm đại bồ đề bản thân họ có biết hay không họ không biết chính họ không biết nhưng thực tế thì chính mình đã phát tâm bồ đề rồi Cho nên họ được giảng sanh Điều này không phải là ngẫu nhiên So sánh với họ Thì chúng ta kém hơn họ rất nhiều Không bằng họ Tuy là học kinh điển rất nhiều Nhưng tín nguyện đối với tịnh độ Lúc có, lúc không Đối với thế gian này Vẫn còn tham luyến vô cùng không buông xả được điều này là ngu si là vô minh bạn có nghĩ ở thế gian này cái gì có thể mang theo được hay không thậm chí ngay cả cái thân này cũng không mang theo được Hướng hồ là những vật ngoại thân Đời người ngắn gũi khổ đau Một trăm năm nghe nói tưởng như là rất dài Thật ra chỉ trong một hải móng tay Người còn trẻ thì chưa cảm nhận được Người khoảng 50-60 tuổi trở lên Có tính cảnh giác cao Thì hiểu rõ điều này Người không lanh lợi Thì 60-70 tuổi Họ liền giác ngộ Vì sao vậy? Vì cận kề với cái chết rồi Nhìn thấy bạn bè Người thân của mình Bạn học đồng nghiệp Lần người lần lượt mà ra đi Dần dần thì như thế nào Dần dần thì đến bản thân mình Đặc biệt là Những người ở diện dưỡng lão Tôi đã hỏi thăm Nhiều người ở diện dưỡng lão Những người sống ở diện dưỡng lão Thì đời sống tinh thần rất là kém tâm trạng thì không được tốt chúng tôi đến thăm họ họ nói chúng tôi ở đây ăn để chờ chết lời nói này là thật không phải là giả cho nên người hoa từ xưa đến nay xem trọng việc nuôi dưỡng người già để người già sống được vui vẻ sống được hạnh phúc điều này là đại công đức cũng là đại học vấn xã hội này hiện nay vì không xem trọng luân lý đạo đức cho nên cha con không thân thiết trong luân lý của người trung quốc cha con thân thiết nhau Hiện nay thì không còn nữa Vua tôi không có nghĩa Vợ chồng không phân biệt Đã loạn rồi Thế gian này Đại loạn rồi Thế gian này loạn Đời sống con người sẽ khổ Người trẻ đã khổ Người già càng khổ hơn Điều này bạn có thể nhìn thấy được Nhà Phật gọi là hoa báo chết rồi thì càng khổ hơn chết rồi thì đọa vào ba đường ác nó là quả báo bạn nói xem sự việc này đáng sợ biết bao pháp thế xuất thế gian đều phải giáo dục mới thành tựu không có giáo dục thì đừng bàn đến chuyện thành tựu đây là điều mà người trung quốc hiểu rõ nhất thành thạo nhất tổ tiên năm ngàn năm trước cũng đã hiểu rõ cho nên xem trọng giáo dục vô cùng thời xưa sự giáo dục này là giáo dục của cha mẹ đối với con cái từ sự giáo dục này dần dần phát triển đến giáo dục nhà trường giáo dục xã hội giáo dục tôn giáo giáo dục tôn giáo là gì chú trọng vào việc sau khi mạng sống đã kết thúc đời sau chúng ta làm sao để được hạnh phúc hơn tốt đẹp hơn nhưng phải biết là đời này và đời sau không thể tách rời nhau nhà phật thường nói muốn biết quả đời sau thì xem việc làm đời này trong đời này giáo dục trong gia đình giáo dục ở trường học Giáo dục xã hội của chúng ta là nhân Nhân tốt Thì quả báo đời sau sẽ tốt Nhân xấu Thì đời sau làm gì có quả báo tốt được chứ Cho nên nhà Phật nói là Có hai loại quả báo Giống như cây cối gì Nở hoa rồi kết quả Hoa là quả báo của đời này Quả là quả báo của đời sau đều là do ở sự giáo dục không thể không biết không biết thì phiền phức rất lớn nội dung của giáo dục có bốn loại trên thực tế bốn loại này thì giáo dục gia đình là đã học từ nhỏ luân lý luân lý là xem trọng mối quan hệ giữa người với người quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần đây là luân lý thứ hai là đạo đức đạo đức chính là làm như thế nào để cư xử tốt đẹp với những mối quan hệ này vì sao gọi cư xử tốt đẹp là đạo đức vậy đạo là quy luật của tự nhiên không có một chút miễn cưỡng nào sự yêu thương của con cái với cha mẹ là tự nhiên không có chút miễn cưỡng bạn thấy trẻ con mới chào đời cha mẹ chăm lo cho chúng là điều tự nhiên không phải là miễn cưỡng Trẻ con dần dần lớn lên Bạn xem 3-4 tháng Hiện nay chúng ta thấy nửa tuổi Trước đây thật sự thì thấy được đến 3 tuổi Tình yêu thương đối với cha mẹ Lớn lên thì biến chất rồi Tại vì sao biến chất vậy? Do truyền hình dạy Lên tiểu học Hiện nay học sinh tiểu học Sử dụng vi tính Mặt internet đã dạy Làm chúng hư hỏng rồi Hiện nay trẻ con vừa sanh ra Mới mở mắt là xem truyền hình Truyền hình xem nửa năm thì còn được Xem cả một năm thì thay đổi rồi Là học theo thói hư Bạn nói xem Nguy hiểm đến cỡ nào Có ai nghĩ đến cái vấn đề này không Có ai nhìn thấy hiện tượng đáng sợ này không Cho nên người Trung Hoa rất xem trọng thai giáo Người nước ngoài chưa từng nghe đến danh từ này Từ đó cho thấy Xã hội này hiện nay Bạn gặp được pháp môn này Có thể tin sâu phát nguyện Nếu như không phải là thiện căn Trong đời quá khứ Trong nhiều đời nhiều kiếp Đã thành thục Bạn nói xem xã hội này hiện nay bạn không bị ảnh hưởng xã hội không bị danh danh lợi dưỡng tài sắc danh thực thì lây chuyển bạn điều này không thể rồi vì bạn không phải là phàm phu không phải là phàm phu thì bạn là phật Bồ Tát tái lai những sự lý này không thể không biết cho nên chúng tôi thường nói tự thương mình tự thương mình là gì là thương thiện căn phước đức nhân duyên mà ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ ta phải thương điều này bạn tự thương mình thì bạn sẽ không bị ngoài cảnh mê hoặc bị ngoài cảnh mê hoặc là bạn không có tự thương mình Tự thương mình Thì sau đó mới có thể thương yêu người khác Người không biết tự thương mình Thì làm sao biết yêu thương người khác Đâu có cái đạo lý này Yêu thương trong Phật Pháp Là Đại Tự Đại Vi Tự thương mình là thanh tịnh Bình đẳng giác làm sao để gìn giữ tâm thanh tịnh của mình Nhìn giữ tâm bình đẳng của mình Nhìn giữ tâm giác mà không mê của chính mình Cái này gọi là tự thương mình Mỗi giờ mỗi phút Niệm niệm dùng tâm chân thành Để đối nhân sự thế tiếp vật Người này chính là biết tự thương mình Đây chính là tâm Bồ Đề chân thật Cho nên Trong tình độ luận nói rất hay Tâm Bồ Đề chính là Nguyện thành Phật Độ sanh Thành Phật là tự thương mình Độ sanh là thương yêu người khác Bạn không thành Phật thì bạn không thể độ xanh như thế nào thì gọi là thành phật y giáo phụng hành tâm giống như tâm của phật tâm phật là tâm gì là chân tâm trong chân tâm thì chẳng có cái gì đại sư huệ năng nói rất hay bản lai vô nhất vật đó chính là chân tâm đó chính là phật tâm có một vật là phàm tâm đó là tâm luân hồi không phải là tâm phật trong tâm phật thì sạch sẽ chẳng có gì tôi thường khuyến khích đồng tu Buông bỏ tự tư tự lợi Các vị nên nhớ kỹ Nói tâm Phật chính là nói chân tâm của chính mình Trong chân tâm không có tự tư tự lợi Trong chân tâm không có danh văn lợi dưỡng Trong chân tâm không có ngũ dục lục trần Trong chân tâm không có tham sân si mạng mười sáu chữ này chỉ cần bạn có một chữ Và là bị chướng ngại nghiêm trọng rồi không những chướng ngại bạn giảng sanh chướng ngại bạn khai ngộ mà còn chướng ngại tín nguyện của bạn niềm tin của bạn không thật nguyện của bạn không tha thiết vì sao vậy? Vì bạn có những điều này xen tạp bên trong Nó sẽ phá hỏng chân tính Thiết nguyện của bạn Là cái đạo lý này Tôi cũng thường khuyến khích mọi người Hậu Phật tu đạo Nếu muốn thật sự có thành tựu phải buông bỏ ý niệm khống chế mọi người ở trong sâu thẳm của bản thân mình không nên có ý niệm này ý niệm khống chế tất cả người sự vật là không nên có đó là gì vậy ý niệm khống chế là vô minh là si mê không phải là điều tốt Trong chân tâm không có Ý niệm chiếm hữu không nên có Mọi người đều biết tham sân si được gọi là ba độc Khống chế là ngu si Chiếm hữu là tham ái Là tâm tham Đối lập chính là sân hận tham sân si có hình dạng ra sao đó là khống chế chiếm hữu đối lập đây chính là tướng thể hiện của tham sân si tướng này trong nội tâm vô cùng vi tế đó là gì vậy đó là cái gốc cái gốc của bệnh Chúng ta làm như thế nào để trừ hết tham sân si Là bắt đầu từ chỗ này đối với tất cả pháp thế xuất thi gian tất cả người tất cả sự tất cả vật nhất định là không có ý niệm khống chế nhất định không có ý niệm chiếm hữu nhất định không có ý niệm đối lập lúc này tâm của bạn vui sướng biết bao chân tâm bạn hiện tiền chân tâm là thanh tịnh bình đẳng giác. Giác thì không si. Thanh tịnh thì không tham. Bình đẳng là không có sân giận. Cho nên trái ngược với thanh tịnh bình đẳng giác Là tham sân si Trái ngược với tham sân si Là thanh tịnh bình đẳng giác Thật sự là đã minh bạch rồi Hôm qua chúng tôi giảng đến Thức đạt hữu vô thanh tịnh bình đẳng giác là có tham sân si là không thanh tịnh bình đẳng giác là tánh đức trong tự tánh của mỗi một người đều có vô lượng trí huệ vô lượng đức năng Rất tiếc là giống như Phật đã nói, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Là vì bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Cho nên tánh đức không thể hiện tiền. Tánh đức của tất cả chúng sanh chẳng khác với tánh đức của chư Phật như lai. Phật có vô lượng trí huệ Người nào mà không có chứ Phật có vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Người nào mà không có chứ Ai ai cũng đều có Bởi vì không thể hiện tiền Nguyên nhân chính là Ở trong tự tánh của bạn Có ba tầng lớp chướng ngại rồi Vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong đại thừa gọi là phiền não vọng tưởng là vô minh phiền não phân biệt là trần xa phiền não chấp trước là kiến tư phiền não phiền não bao phủ tâm của bạn nên tâm không khởi tác dụng chân tâm không khởi tác dụng mà vọng tâm khởi tác dụng vọng tâm chính là tham sân si vọng tâm chính là tự tư tự lợi Vọng tâm chính là tạo ra các nghiệp ác Mười ác Tám tà Dũng là không có Dũng là không có Thì đương nhiên có thể đoạn được Cho nên bạn phải có niềm tin Bạn không có niềm tin vào chính mình Thì làm việc gì cũng không thể thành tựu việc thiện, việc ác ở thế gian. Điều do niềm tin mà thành tựu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm tưởng đó có thiện có ác. Tam đồ lục đạo là ác, đều là từ tâm tưởng sanh. Tứ thánh pháp giới là thiện, cũng là từ tâm tưởng sanh. Nếu như xả bỏ cái tâm tưởng thì đó là nhất chân pháp giới. Tâm tưởng đều xả bỏ thì gọi là nhất chân pháp giới. có tâm tưởng chính là vô minh có tâm tưởng chính là vọng tưởng sự công phu này rất sâu trong đời này của chúng ta làm không tốt nếu như trong đời này thật sự có thể buông bỏ được chấp trước là khá rồi lên cao nữa thật sự là không dám nghĩ đến buông bỏ chấp trước Thì chứng quả A-la-hán Buông bỏ chấp trước Thì niệm Phật nhất định giảng sanh Thật sự đúng như lời Đại sư Thiện Đạo đã nói Dạ người tu, dạng người đi Chỉ cần buông bỏ chấp trước Phân biệt khó Vọng tưởng càng khó hơn khó Nhưng không thể không buông bỏ Không sao cả Đến thế giới cực lạc buông bỏ tiếp Hiện nay chỉ cần buông bỏ một điều là Có thể đến thế giới cực lạc Hai điều khó buông bỏ kia Khi đến thế giới cực lạc thì dễ dàng rồi Nếu bạn không buông bỏ Thì không thể thành tựu viên mãn Cả thấy đều buông bỏ Đó là cảnh giới gì vậy? 41 vị Pháp thân đại sĩ Trong Kinh Hoa Nghiêm Cảnh giới từ sơ trụ trở lên Cảnh giới này là cảnh giới Phật Thực sự là cảnh giới Phật Không phải là giả Đại sư Thiên Thai Nói đó là phần chứng tức phật đây là buông bỏ tất cả cho nên tu tịnh độ đối với đoạn khai thị này phải ghi nhớ cho thật kỹ Phải thật sự thông đạt hiểu rõ Trong đời này chưa đến nỗi bỏ qua cơ hội Cho nên niệm Phật hiện nay Tại vì sao tôi vẫn phải đề sướng nghe kinh Trong niệm Phật đường Thời xưa niệm Phật đường nhất định không nghe kinh Nghe kinh thì gọi là sen tạp Thời gian giảng khai thị trong niệm Phật đường Cũng rất ngắn Chỉ có mấy phút Ngôn ngữ rất ít Nhắc nhở mọi người Khuyến khích mọi người Hiện nay thì không được rồi Không được ở chỗ nào vậy Là tính tâm không tha thiết nguyện lực không đủ phải nhờ kinh điển giúp đỡ bạn tin sâu nguyện thiết bạn niệm Phật mới không giải đãi mới không lười biếng niệm Phật mới có pháp hỷ Mới có thể sanh tâm hoan nghỉ Thì bạn mới có thể thành tựu Trước đây những người vào niệm Phật đường Có hai loại Một loại là Những người trung thượng căn tánh Đối với giáo lý thì thông đạt Họ không hoài nghi không xen tạp Họ có thể thành tựu Loại còn lại là Những người không có đi học Những cụ ông cụ bà không biết chữ này Họ thật thà Họ không hoài nghi Họ không xen tạp Chúng ta hiện nay thì không được Không thể so với những người Trung thượng căn Trước đây cũng không sánh bằng với người hạ hạ căng Phiền phức là ở chỗ này Cho nên hiện nay thành tựu rất ít Người học Phật thì nhiều Mà người thành tựu thì ít Nguyên nhân không thể không biết Phần sau Lấy kinh a di đà làm một thí dụ Thí dụ này rất hay Thập phương chư Phật Xưng tán bổn sư Ư ngụ trượt thế Vì chư chúng sanh Thuyết thị nhất thiết Thế gian nang tính chi pháp Ở trong câu này Điều quan trọng nhất chính là khó tin Đồng tu chúng ta ngày nay tu tịnh độ Nghe đến câu nói này không cảm thấy khó tin tự binh cho rằng tôi đã tin rồi cái này có gì là khó chứ nếu như hỏi bạn bạn đã thật sự tin rồi phải không nghi ngờ của bạn liền hiện ra nếu như bạn thật sự đã tin thì tại vì sao vẫn chưa chịu buông xả vậy Còn một việc bạn chưa buông xả được Thì bạn không phải là thật sự tin Người đã thật sự tin Thì thân tâm thế giới đều triệt để buông xả Bạn xem thân buông xả rồi Thì huống gì là vật ở ngoài thân Tâm đã buông xả rồi Tâm buông xả như thế nào Là ý gì cũng không còn Chỉ có một niệm a di đà Phật ngoài niệm ai di đà phật này ra thì không còn ý niệm nào nữa nó gọi là tâm buông xả chúng ta ngày nay một mặt niệm phật một mặt vẫn còn suy nghĩ lung tung không buông xả rồi thân tâm thế giới vẫn như vậy chưa buông xả nếu bạn có thể quay đầu lại mà suy nghĩ thì bạn mới hiểu được pháp môn này thật sự là khó tin khó tin thì đương nhiên là khó hành bạn xem khó tin thích Cà -môn Ni phật thì tin khó hành nhưng thích Cà -môn Ni phật đã hành ngài đã làm được rồi Ngài dùng cách gì để thành Phật vậy? Đại sư Ngậu Ích có gợi ý cho chúng ta Chúng ta mỗi ngày tụng kinh di đà Mà vẫn chưa nhận ra Đại sư Ngậu Ích đã nhận ra Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật Là niệm Phật mà thành Phật Ở trong kinh nào vậy? Chính là đoạn kinh này là chính thích ca ni phật nói ngài ở đời ngũ trượt ác thế tu học pháp khó tin đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề chính là thành phật chứng phật quả cứu cánh viên mãn là dùng pháp môn niệm phật Niệm Phật thành Phật Cái đạo lý này Chúng ta hiểu rõ Thông suốt rồi Tương ứng với những điều Thường nói trong giáo lý Đại Thừa Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Điều này đã tương ưng rồi Tưởng Phật thì thành Phật Tưởng Bồ Tát thì thành Bồ Tát từ tâm tưởng sanh Niệm Phật Niệm có nghĩa là gì Chữ niệm này là chữ hội ý Phía trên là chữ kim Phía dưới là chữ tâm Là tâm hiện tại Tâm hiện tiền Trong tâm bạn nghĩ cái gì Thì hiện cái đó Nghĩ Phật thì hiện Phật Cái gọi là một niệm tương ưng Một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm Phật Chúng ta ngày nay công phu niệm Phật Niệm không thành công chỗ nào vậy Tâm niệm Phật tương ưng quá ít Mỗi ngày tuy có niệm Nhưng không tương ưng Tại vì sao không tương ưng vậy Vì trong cái niệm này của bạn Có sen tạp vọng tưởng Công phu không thuần thục chưa đủ lực Công phu không thuần thục Bạn sen tạp vọng tưởng Đạo lý chính ở chỗ này Hay nói cách khác Thân tâm thế giới cả thảy đều chưa buông xả để hòa hợp với câu Phật hiệu này Cho nên câu Phật hiệu này không đắc lực Không có cảm ứng Nếu như thân tâm thế giới này Tất cả đều thật sự buông xuống rồi Câu Phật hiệu này thuận nhất Trong đó không có sen tạp Không có hoài nghi Không có sen tạp Đó là một niệm tương ưng Một niệm Phật Các vị cần phải hiểu rõ a di đà phật từ đâu mà đến vậy a di đà phật là ai vậy thế tôn đã nói với chúng ta a di đà phật chính là mình tự tánh di đà chính là tự tánh của chúng ta không ở bên ngoài Duy tâm tịnh độ Tịnh độ duy tâm Nói trên lý là viên mãn đến cùng tổ Thế giới cực lạc ở chỗ nào gì? Những gì hiện trong tình niệm Đó là thế giới cực lạc cho nên tâm tình thì cõi phật tịnh tâm thiện thì cõi nước thiện, tâm ác thì sông núi đất đai đều ác. Đạo lý là như vậy. Giờ chuyển theo tâm, bạn xem trong kinh Lăng nghiêm nói rất hay. Nhiệt năng chuyển vật tức động như lai. Như Lai Trụ ở nơi tịnh độ Vì sao vậy? Vì tâm của các ngài thiện Tâm của các ngài tịnh Thuần tịnh thuần thiện đến cùng cực Cho nên những gì hiện ra là Pháp tánh độ Đây mới là chân thật không hư dối. Nhà Phật nói tiêu chuẩn của chân và giọng. Phạm những gì có biến hóa thì chính là giả. Những gì không có biến đổi, không có sanh diệt, đó là thật có biến đổi, có sanh diệt Đó là hư vọng Cho nên nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Cái hữu tướng này là mười pháp giới y chánh trang nghiêm Mười pháp giới đều có sanh, có diệt Đều có biến đổi Cho nên không phải là thật Nhất chân pháp giới không có biến đổi, không có sanh diệt người thông minh có trí huệ chọn cái gì chọn cái thật không chọn cái hư vọng tuy là chọn cái thật nhưng không bỏ hư vọng chọn cái thật là tự độ không bỏ cái hư vọng là độ tha Chọn cái thật là tự thành tựu Không bỏ lục đạo Không bỏ tam độ Là giáo hóa chúng sanh Là đại từ đại bi Tự nhiên lưu lộ Trong đây không có chút miễn cưỡng nào cho nên cái pháp môn này là pháp môn khó tin không thể xem là quá dễ dàng chính mình có thể thành tựu hay không trong kinh có một đoạn Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Cũng trích ra từ chỗ này Nhược văn tư kinh Tính nhạo thọ trì Bốn chữ này Bạn có thể làm được như là thành công rồi Bạn có thể tin Bạn có thể thích Nhạo là ưa thích bạn có thể tiếp nhận bạn có thể gìn giữ không để mất đi vậy thì chúc mừng bạn duyên thành phật trong đời này của bạn đã chín muội rồi đây là khó ở trong khó không gì khó bằng vì sao vậy bạn nghĩ xem Bạn tu hành hoàn toàn Không phải mới bắt đầu trong đời này Vô lượng kiếp về trước Bạn đã học pháp môn này rồi Nhiều đời nhiều kiếp Bạn vẫn chưa giảng sanh Là nguyên nhân gì Chưa làm được bốn chữ này Trong bốn chữ này Thiếu một chữ cũng không được chúng tôi muốn hỏi chúng ta hiện nay đã tin chưa mọi người trả lời tôi đã tin rồi đây là giả không phải là thật tại vì sao nó là giả không phải là thật nghi hoặc của bạn Xen tạp của bạn Vẫn chưa buông bỏ Đó không phải là thật Trong tính còn xen tạp nghi hoặc Vọng tưởng Trong nguyện cũng xen tạp Xen tạp sự tham cầu Danh danh lời dưỡng Ngũ dục đồn trần của thế gian Bạn xen tạp những thứ này Bạn chưa thật sự buông bỏ Trong đời này nếu như Thói xấu vẫn như cũ lại trở lên Thì đời này vẫn là trồng được chút ít thiện căn Có được giảng sanh Về thế giới cực lạc hay không Không giảng sanh Phải nên biết điều này Cho nên bạn nhất định phải hiểu Thức đạt Hữu vô đã nói ở phía trước Câu này nói quá hay Cực lạc thật sự có Biệt hiệu của Đại sư Ngẫu Ích là Tây Hữu Tây là Tây Phương Chữ Hữu nghĩa là Tây Phương thật sự có Biệt hiệu của Ngài là Tây Hữu Trong nhiều tác phẩm Ngài dùng biệt hiệu này gọi là Tây Hữu Đạo Nhân Nhắc nhở chúng ta Cũng là nhắc nhở bản thân của Ngài Khẳng định Tây Phương Chắc chắn có Lục đạo Tam Độ Thập Pháp Giới Thưa các vị là không có Những thứ này là gì? Những thứ này là trong mộng rõ ràng Có sáu cõi Trong Kinh Kim Cang đã nói Đây là mộng huyễn bào ảnh không phải là thật Mà xem mộng huyễn bào ảnh là thật Thế giới cực lạc Thế giới hoa tạng là thật Thì hoài nghi nó không phải là thật Đây thật đúng là điên đảo Trên kinh Phật gọi là kẻ đáng thương Điên đảo thất thường Điên đảo chỗ nào vậy? Là điên đảo ở chỗ này Thật sự có thì không tin Thật sự không có thì tin cho là thật Nếu như thật sự biết được những thứ này thật sự là không có Bạn nghĩ xem bạn còn ý nghĩ khống chế hay không Bạn có còn ý niệm chiếm hữu nữa hay không Bạn có còn ý niệm đối lập nữa hay không Hoàn toàn không còn nữa bốn chữ này rất hay trong quyển độc lưu tự kinh bốn chữ trong phẩm này rất hay tín nhạo thọ trì nhược văn tư kinh tư kinh chính là kinh này chính là kinh vô lượng thọ nếu như bạn có duyên nghe được kinh này tiếp xúc được tin sâu không nghi wow. hoàn toàn tiếp nhận Tiếp nhận lý luận mà Kinh đã nói Tiếp nhận cảnh giới đã nói trên Kinh Tiếp nhận phương pháp mà trên Kinh để cho chúng ta Không những có phương pháp cầu sanh tịnh độ Mà còn có phương pháp Trong hiện tại trước khi giảng sanh Là phương pháp đối nhân sự thế tiếp vật Ở thế gian này có toàn bộ Dùng lời của nhà nho để nói là Thành ý Chánh tâm Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Trong kinh này đều có đủ Thế gian Pháp cùng Phật Pháp Là một Pháp chứ không phải là hai Pháp Hai Pháp thì không phải là Phật Pháp Phật Pháp là viên dung vô ngại Tất cả thông suốt thì gọi là Phật Pháp chúng ta đem đổi chữ Phật này thành ý nghĩa của tiếng Hoa thì mọi người dễ hiểu nghĩa của Phật là giác Phật pháp chính là giác pháp là phương pháp giác ngộ mà còn một điều gì chưa thông thì bạn chưa giác ngộ bạn giác ngộ rồi thì có cái nào mà không thông chứ thấy suốt thế gian pháp đều viên dung tôi tiếp xúc rất nhiều tôn giáo có một số tín đồ tôn giáo hỏi tôi Tín ngưỡng của chúng ta trên cơ bản là hoàn toàn khác nhau Làm sao có thể chung sống hòa thuận với nhau Tôi thường nêu ra một thí dụ Tôi nói chúng ta khác nhau vì tôn giáo Giống như sự khác nhau của các ngón tay Trung Quốc có năm tôn giáo Ấn Độ cũng có năm tôn giáo Giống như năm ngón tay bạn không nên quan tâm chuyện của người khác Mà chỉ quan tâm chuyện của mình Tôi là Đạo Phật Tôi thâm nhập Tôi thâm nhập không đủ là không thông Thâm nhập đến chỗ này là thông chứ gì Thông rồi thâm nhập đến lòng bàn tay Thì năm ngón tay đều là thông Cái thí dụ này của tôi Nhiều người nghe xong đều gật đầu không phản đối bạn thâm nhập không đủ cho nên bạn mới có sự nghi hoặc này thâm nhập thâm nhập thêm đạt đến mức độ nhất định thì liền rộng mở thông thoáng hết tẩy pháp thấy suốt thế gian toàn bộ đều thông đây là đại học vấn là trí huệ chân thật cho nên bạn mới có pháp hỷ có niềm vui pháp hỷ tràn đầy tiếp nhận gìn giữ vĩnh viễn một pháp này thông tất cả pháp không những thông tất cả pháp mà còn thông tất cả tôn giáo thông tất cả pháp thế gian hiện tại thời gian đến rồi chúng ta nghĩ một chút cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật